cùng một con số, một sự việc có khi là đủ với người này nhưng lại thiếu với người kia. Đủ cũng là từ khóa mà chúng tôi chọn cho bản tin tối nay 16 tháng 7. Dù có khối tài sản kếch xù gồm tiền mặt, cổ phần, bất động sản, Nguyễn Mạnh Thừa, giám đốc công ty Lilama vẫn chưa thấy đủ. Được sự hậu thuẫn từ hàng loạt cán bộ cấp cao của tỉnh Lào Cai trong giai đoạn 2012 đến 2015, công ty của Nguyễn Mạnh Thừa đã khai thác quặng apatit trái phép và thu lợi bất chính hơn 184 tỷ đồng. Trong đoạn video đang gây xôn xao, người nhà một bệnh nhân tố bệnh viện tắc trách khi cắt nhầm buồng trứng dù chỉ đau ruột thừa. Ở chiều ngược lại, bệnh viện giải thích không có chuyện cắt buồng trứng và sự việc chỉ là hiểu lầm trong lúc bệnh viện không đủ thời gian để liên hệ với người nhà giải thích khi ca phẫu thuật phát sinh tình huống mới. Một giấc ngủ kéo dài bao lâu là đủ? Câu trả lời sẽ phụ thuộc vào độ tuổi, tình trạng sức khỏe và cả điều kiện kinh tế của mỗi người. Nhưng có những công thức chung để chúng ta có giấc ngủ chất lượng và tốt cho sức khỏe từ lời khuyên của chuyên gia. Tôi là Cẩm Tú. Tôi là Phương Nhật. Tôi là Quang Huy. Và đây là Sáng Nhật 20 giờ. Bản tin đầy đủ sẽ công chiếu lúc 20 giờ tối nay. Quý vị đừng quên bấm nút chuông ngay trên màn hình để nhận thông báo và cập nhật những tin tức nóng hổi nhất, những câu chuyện cuộc sống đáng chú ý nhất cùng xem nhanh 20 giờ.